Để có được một bộ ảnh cưới đẹp thì cần nhiều công sức cho việc make up, lựa chọn trang phục. Mặc dù toàn bộ những công đoạn này, anh Việt và chị Yến được cửa tiệm của anh Giang làm hoàn toàn miễn phí, nhưng anh chị vẫn được tư vấn và hỗ trợ rất nhiệt tình. Thì đó là ngoài sức tưởng tượng, mình nghĩ là mình không có khả năng làm được như vậy, nhưng mà anh Giang sẽ hỗ trợ cho mình được như ý luôn. Đúng rồi em, anh sẽ cho là 3 bộ, tại vì truyền thống của người Việt Nam mình đó là cáo dài khăn đóng. Và thứ hai nữa là 2 bộ cưới nữa, một cái áo dài hoặc là một cái áo cưới, một cái áo màu. Mình phục vụ người ta, mình dùng những cái tâm giống như là người ta thích thì mình cứ cho người ta làm. Không chỉ chụp ảnh cưới miễn phí mà anh Giang sẵn sàng hỗ trợ quay phim, chụp hình trong ngày cưới cũng như xe hoa đưa đón miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật. Mình tạo điều kiện xe đó, tại vì xe là xe của anh, có khi người ta đi không được, người ta cứ đi xe lăn tới, người ta đi xe ba bánh tới. Nhưng lúc mà tính ra vốn thì nó tầm khoảng 2-3 triệu lại thôi, mà đối với anh thì 2-3 triệu cũng là lớn cho là không. Nhưng mà mình giúp người ta vậy đó là cái may mắn mình là quý rồi, chứ không có nghĩ về tiền gì hết. Nếu mà anh suy nghĩ đó là anh không có làm đây. Chụp ảnh cưới là hoạt động góp phần quan trọng trong sự kiện trọng đại của mỗi cặp đôi. Chính vì thế mà với những người có hoàn cảnh khuyết tật khó khăn, việc có được một bộ ảnh cưới hoàn toàn miễn phí trong ngày trọng đại đó chắc hẳn rất có ý nghĩa. Hơn 10 năm qua, đã có rất nhiều cặp đôi khuyết tật tìm đến đây, trao chọn niềm tin tưởng, thương yêu cho cửa hàng chụp ảnh cưới đặc biệt này.